Dũng Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương xin được gửi lời chào tới toàn thể quý vị và cùng toàn thể các anh chị em. Và ngày hôm nay thì kênh mua bán và trao đổi xe của Dũng Audi tiếp tục lên sóng cho anh chị em một cái mẫu xe mới về, một chiếc xe rất là đẹp, được độ full đồ chơi rồi, giá thành thì cực kỳ là rẻ. Em này thì cũng rất là thông dụng trong tầm phân khúc hạng B. Nói chung là cái dòng xe này với cả Toyota Vios thì hai chiếc xe gọi là 19-10. Chiếc này cũng rất là bền, chạy tiết kiệm nhiên liệu. Và em xin giới thiệu với toàn thể anh chị em, đây chính là một chiếc Hyundai Accent 2019, số sàn, xe trang bị động cơ là 1.4. Chiếc này thì độ cho anh chị em lên 4 la răng đúc, đa chấu dạng phay rồi. Đấy, la răng phay các thứ là rất là đẹp rồi, xinh nhan trên gương. Màn Android cỡ lớn, cam hành trình có đầy đủ, có cả cam lùi phía sau. Nói chung là như vậy là đủ cho một chiếc xe, nói chung là đủ cho anh chị em để dùng rồi. Các bác màn Android chúng ta chỉ về việc lên một cái sim 4G thôi, là chúng ta có thể là nghe nhạc, giải trí, xem phim lên YouTube bình thường rồi. Máy số thì nguyên zin, cột kèo keo chỉ nguyên zin nguyên bản. Chúng ta có thể đến tận nơi để xem xe, test xe cũng như chạy thử xe. Bác nào mà thích chiếc xe này thì liên hệ ngay cho Dũng Audi qua số điện thoại cũng như Zalo để thương lượng giá cả 0855 966 966, hoặc là đến trực tiếp tại địa chỉ cửa hàng tại lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tây Long Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương để trực tiếp xem xe, test xe cũng như chạy thử xe nhé. Cảm nhận và đánh giá về chất lượng của cái chiếc xe này mang lại cho anh chị em. Nói chung là về mặt chất lượng của xe thì bên em cam kết với anh chị em rồi. Và sau đây thì em sẽ bắt đầu đi review về ngoại thất, trang thiết bị, nội thất cũng như là về mặt chất lượng của xe để cho anh chị em xem. Chúng ta cùng xem hết video để cảm nhận đánh giá về chất lượng chiếc xe này. Rồi cuối video em sẽ chốt giá cho anh chị em. Đầu tiên em này trang bị một lớp sơn màu bạc, sơn xi còn cực kỳ là đẹp đây, cụm đèn halogen và đèn gầm của em này thì là đèn bi. Xe tư nhân biển 34A Hải Dương, xinh nhan trên gương có rồi. Và các bác nhìn cái quả la răng của nó độ lên đẹp không? Quá đẹp, em nhìn em cũng mê. Nhìn quả la răng này em nhìn em cũng mê luôn. Lốp lát thì vẫn còn dày dặn nhá. Đấy, sơn xi thì còn bóng loáng, cực kỳ là đẹp. Với một chiếc xe phân khúc hạng B thì Hyundai Accent nó cũng nổi tiếng là một cái dòng xe nó chạy rất là lành, chạy rất lành luôn, tiết kiệm nhiên liệu với động cơ là 1.4. Trong khi đó là về form dáng thì Accent đảm bảo cho anh chị em là form dáng của Accent nó cũng đẹp, nó cũng trẻ trung nhá, cũng thể thao trẻ trung. Đằng sau xe đây có camera lùi ở ngay cạnh cái biển đấy nhá, ngay cạnh cái biển có rồi, có camera lùi để cho các bác là kiểm soát không gian đằng sau xe được tốt hơn. Còn đi sang phần thân bên lái để cho mọi người ngắm kỹ hơn về tổng thành, form dáng, sơn xi, ngoại thất bên ngoài của Hyundai Accent 2019 số sàn, xe trang bị động cơ 1.4. Đây này thì là bản bay, tuy nhiên là độ full nét rồi, lên la răng rồi, lên màn Android, lên cam hành trình, lên cam lùi có hết. Xe thì zin toàn tập, máy số zin và cột kèo keo chỉ thì còn nguyên zin nguyên bản. Xe có cam kết bằng văn bản với anh nhá, anh chị em có thể đến trực tiếp để test xe, chạy thử xe thoải mái nhá, như là mang ra hãng nhất là test thoải mái luôn. Ngoài ra đến cửa hàng còn rất là nhiều những mẫu xe nữa để cho mọi người ngắm và lựa chọn xe. Như vậy em đi hết một vòng chung quanh xe rồi, các bác có cảm nhận như thế nào về ngoại thất bên ngoài của em này? Nhưng mà riêng em thì em nhìn thấy cái bốn quả la răng này, em kết bốn quả la răng ở bên ngoài, bên ngoài em kết bốn quả la răng phay rất là đẹp. Bắt đầu đi vào bên trong này. Đấy. Còn bác nào ở xa nhé thì em có ship xe, được chưa? Ở xa thì em có ship xe trên mọi miền tổ quốc. Chiếc này bên em cũng có hỗ trợ trả góp nhá. Đời 2019 là bên em có hỗ trợ trả góp rồi, hỗ trợ trả góp khoảng 50-60%. Nếu bác nào muốn thông tin chi tiết thêm thì liên hệ về. Đi vào bên trong nội thất của xe thì có nhìn nội thất ghế da với hai tông màu, nội thất ghế da với hai tông màu nguyên zin nguyên bản. Hàng ghế sau đây em lên hàng ghế trước này, hàng ghế sau này em lên hàng ghế trước này, được chưa? Táp ly này, táp ly rất là đẹp đấy nhá, táp ly cực kỳ là đẹp. Hệ thống gương kính chỉnh điện cục điện được trang bị rồi, này có hệ thống gương kính chỉnh điện cục điện được trang bị điện. Ở đây có cả cục điện này, được chưa? Còn táp ly táp lô bốn cánh như nhau. Đấy, quay lại cái phần tắp ly cánh sau này. Quá đẹp luôn. Tiếp theo về công nghệ nữa thì có đàm thoại sảnh tay đây. Đây đàm thoại sảnh tay đây. Đấy, và một số chức năng khác ở trên vô lăng. Túi khí an toàn trên khoang lái với hai túi khí an toàn. Vô lăng thì vân viết nổi rất là đẹp. Em này chạy mới có hơn 4 vạn thôi, để chạy 4 vạn 2. Màn hình giải trí Android đã có. Đằng sau trang bị cả camera lùi nữa, được chưa? Camera hành trình thì đây. Đấy, có cam hành trình đây rồi, được chưa? Trần đi lên trần 3D. Đấy, trần đi lên trần 3D luôn. Quá đẹp luôn rồi. Đấy là về mặt trang thiết bị công nghệ nội thất nhá. Củ số nữa đây. Trang thiết bị công nghệ nội thất, được chưa? Đấy.
đây là những cái vỏ bề ngoài về phần xung quanh xe này, nội thất bên trong đều gọn gàng sạch sẽ, sơn xi thì đẹp đẽ, không xước sát. Nói chung là những cái xước sát nhỏ nhỏ, xước sát răm thì bên em đã sơn tỉa đánh bóng lên cho anh em rồi, các bác cứ yên tâm, những cái đấy thì đi xe chúng ta không thể tránh khỏi. Nhưng là về cơ bản một chiếc xe bên ngoài bên trong như này nó quá là đẹp rồi, rất là ok rồi. Bây giờ thì sẽ đi sâu hơn một chút là về mặt chất lượng của xe. Ở đây thì quá nhiều phần chỉ này. Đấy. Chỉ đây. Thấy chưa? Chỉ nó đều thẳng tắp hết nhá. Đến cái phần ốc răng cửa này. Răng cửa răng trước là cái màu sơn xanh xanh nhưng vẫn còn nhá. Ở trên này này. Màu sơn xanh xanh nhưng vẫn còn đấy ạ. Vẫn nguyên màu sơn. Nhưng từ đây thì em sẽ mở luôn cái phần cabo cốp đằng sau. Bắt đầu đến phần bản lề. Bản lề trên cột. Để soi cột luôn, cũng như là soi ốc bản lề ở cái cánh sau này luôn. Thì đây, ốc bản lề chưa có hiện tượng mở ốc. Chưa có hiện tượng gì là mở ốc luôn nhá. Đấy. Tiếp tục bản lề trên rồi thì em xuống bản lề dưới. Cũng chưa có hiện tượng mở ốc nhá. Chưa có hiện tượng là mở ốc luôn. Được chưa? Ok luôn nhá. Ok luôn. Bắt đầu một cái nhạc sau. Lốp của em này thay lốp mới nhá. Đây, lốp sau là lốp Michelin này. Thay lốp mít luôn này. Đấy. Căng rãnh như thế này còn chạy thoải mái. Riêng cái dòng lốp mít này thì nó rất là bền rồi. Về phần cột thì em đã review nhốt bản lề. Bây giờ em sẽ review đến phần chỉ. Đấy, chỉ trước đây nhá. Ok là ngon lành cành đào luôn. Bắt đầu vào bên trong sedan phân khúc hạng B, chắc là cũng không phải để mô tả nhiều thì quá nhìn đây thì cũng biết là nó phân khúc hạng B thì nó rộng rãi hơn rất là nhiều so với phân khúc hạng A rồi, mà xe nó cũng rộng nữa, mà phong dáng sedan thì cốp xe nó tha hồ cho các bác để đồ rồi. Review mặt chất lượng thôi. Từ đây các bác nhìn chỉ này. Đấy, chỉ đây nhá, nó căng đét luôn, yeah. Căng đét, form dáng không có hiện tượng lệch lạc về form về dáng, gân chìm gân nổi các thứ, đường cong uốn lượn này rất là mềm mại. Bên này cũng vậy, tương tự nhá. Đấy, nhìn cái đường cong uốn lượn này rất là mềm mại nhá, hai bên luôn không có xảy ra được đụng va chạm gì cả. Sassi không gầm bên dưới. Đấy, nhìn ở đây là biết là xe đẹp rồi. Đấy. Những cái sơn xi đen các thứ nó vẫn còn đen xì luôn nhá. À, không có hiện tượng ngả màu, bạc màu hoặc là han gì mối mọt hay là vết hàn cắt ghép nối gì cả. Quá đẹp bây giờ. Đẹp long lanh nhờ, đẹp nguyên keng luôn. Xin chào. Đi sang phần thân biến phụ này. Đi sang phần thân biến phụ thì bắt đầu xem vào cái phần chỉ này. Đấy, bắt đầu xem phần chỉ nhá. Được chưa? Càng đét rồi. Đây phần cánh trước luôn. Ở đây thì chỉ đây nữa này. Đấy, chỉ đây nữa nhá. À, nhìn chỉ này. Chuẩn đét chưa? Chuẩn đét là ok luôn. Còn phần bản lề. Thì đây là cái phần bản lề trên. Đây là phần bản lề trên nhá. Đấy, chiều hiện tượng mở ốc này. Em xuống cái phần bản lề dưới này. Đó. Xe của em nó quá đẹp rồi mọi người nhá, nó quá đẹp rồi. Mà bây giờ thì sẽ đi vào bên trong khoang động cơ. Đấy, sau khi mình đi vòng quanh xe rồi, bên lái rồi, đằng sau rồi, bên phụ rồi, thì bây giờ em sẽ đi vào bên trong phần khoang động cơ này. Đầu tiên là một cái phần khoang động cơ thì chúng ta phải nói là nó khô ròng, khô ráo, không có hiện tượng là chảy dầu, chảy mỡ này. Mà những cái rắc điện ở đây nó còn nguyên màu sơn, nó còn nguyên màu sơn. Ốc màu, ốc chân máy chưa có hiện tượng mở ốc. Ốc chân máy đây nữa, chưa có hiện tượng mở ốc, còn ốc ở đây thì nó ốc màu còn nguyên. Máy số zin đét rồi, máy số còn nguyên zin. Đấy, máy đây rồi nhá. Hộp số ở đây thì nó hơi nhiều cái cút tiêu dây dọa lằng nhằng, nó không nhìn xuống hộp số được, không lùa camera được.
tuy nhiên là các bác đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng nhìn nó sẽ dễ hơn. Ở đây thì các bác nhìn này, những bầu lọc gió này, những cái rắc điện này, ở đây này, đấy là nó còn nguyên zin hết nhá, nguyên zin hết, nguyên màu sơn hết, cục cầu chì ni lông chưa bóc. Bắt đầu chuyển sang là về mặt xem là có đâm vào đâm xô xô lệch gì đằng trước này không, thì đây là con ốc cabo chiếu hiện tượng mở ốc chỉ này. Đó, chỉ đây nha, chuyển sang phần cabo bên phụ này thì đây chỉ đây ốc cabo đây cũng chiếu hiện tượng mở ốc nhá, nha cũng chiếu hiện tượng mở ốc, quá là đẹp rồi. Những cái chi tiết đường gân các thứ này quá là mượt mà luôn, rất là mới nhá, chi tiết đường gân các thứ còn rất là đẹp, sơn xi màu sơn nó đánh dấu những chi tiết kia vẫn còn đấy, được chưa? À, và như vậy thì em đã review xong tới toàn thể mọi người một chiếc Vina Accent 2019 số sàn trang bị động cơ 1.4, một dòng xe nó chạy rất là lành, tiết kiệm nhiên liệu, cũng tầm so với Vios thì gọi là 1.9-1.10, cũng không kém cạnh nhau cho lắm, nhưng mà dòng này thì nó mang lại cho anh chị em là sự hiện đại hơn một chút, form dáng trẻ trung hơn một chút, với giá bán là 408 triệu đồng. Nếu anh chị em nào quan tâm thì liên hệ ngay để thương lượng giá cả 0855 966 966. Bây giờ thì em xin kết thúc video giới thiệu về xe tại đây, hẹn gặp lại các bác ở trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.